bây giờ thôi sợ lừa đảo trên mạng quá, giờ đẹp trai quá mà cao ráo đẹp trai mà nói đi nước ngoài này cái hay sợ lừa đảo. Nói thôi bây giờ anh video call cho em 5 giây cũng được, em nhìn thấy mặt đúng người thì nói chuyện tiếp, còn không thôi. À đó, đó. Sao thì cái nó hồi để em mấy phút chuẩn bị bắt đầu chạy là mình make up đồ này kia. Anh em mới có mặc đồ áo gì vô, xong bắt đầu em mở lên thì em đúng trời đúng hàng đúng hình, là quá đẹp trai. Chết với tôi. Chết với tôi. Trời ơi 7 tháng á. Dạ tầm đến 4 tháng 7 thì em nói chung là em thương quá em chịu không nổi nữa rồi. Nên thôi em bỏ hết em về. Vậy đó hả? Bây giờ là nếu như mà ngày hôm nay anh mà về em chỉ cần ra sân bay thôi. Em mà ra sân bay á là anh á, anh mà gặp được em là coi như là ha, đời anh sẽ dính em luôn. Em có đuổi cái nào anh cũng không bao giờ là anh đi, không tắt gì hết. Mà khi mà em bước ra, em nói là ha, anh mà gặp được em anh sẽ ở nhà vô anh ôm em, anh hung em, rốt cuộc ra em không làm được gì hết mà bạn ba vô bạn ôm em lại. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét tám còn mỡ. Dạ em mấy 50 à. Chà lúc đó ra ôm sao ta, thành ra bạn này phóng lên là bạn này bồng như con nít vậy thôi. Đó, đó. Ảnh này có những cái động thái, ảnh mới gửi cho em một cái phần gọi là bảo hiểm thanh xuân nha chị, bảo hiểm thanh xuân có nghĩa là mỗi tháng anh gửi cho em 5 triệu. Anh nói là anh sẽ gửi tới ngày anh về, nếu mà anh không về coi như em lấy được số này, anh về thì lấy tiền này làm đám cưới. Cái là tiền anh đi làm, gửi cho em một cái phần quà ở nhà. Thì trước đã về em tháng, anh báo là cái ngày về rồi, nhưng mà em cũng sẽ cũng nghi, tại thật ra mình chưa gặp mà chị với lại trên mạng nữa. Anh gửi cho em cái phần một phần quà mà ship tới như là ship rác tới vậy đó. Thì khi mở ra thì đó là một chiếc nhẫn cầu hôn với chiếc kim cương. Anh hát tên Bảo yêu ánh và làm một cái clip gửi cho em cầu hôn. Nó bây giờ nếu mà anh về á, anh bước xuống sân bay là đăng ký kết hôn liền, em chịu thì bước ra sân bay thì đăng ký kết hôn luôn ngay cái chiều đó luôn. Còn nếu không thì thôi, ngay bây giờ luôn đi, không cần đó. Cho em xin phép được gửi lời chúc sức khỏe và là trân trọng đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Triệu Gia Bảo. Em hiện tại là 29 tuổi. Công việc của em hiện tại là kinh doanh sản xuất nước hoa và mỹ phẩm thiên nhiên. Wow, giỏi quá, 29 tuổi mà đã là chủ của một doanh nghiệp về mỹ phẩm rồi. Thế còn vợ Bảo, giới thiệu đi nè. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Em tên là Võ Ngọc Ánh nè. Em hiện tại là kinh doanh về mảng giáo dục mà. Vợ một mảng, chồng một mảng luôn. Dạ. Một bên là mỹ phẩm, bên là về giáo dục. Wow. Em ở đây nói rõ hơn về công việc của em được không? Dạ, trước thì em làm giáo viên tiếng Anh, nhưng mà hiện tại là em được thăng cấp lên cho em là quản lý. Vậy là cưng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 28 tuổi ạ. Hai vợ chồng đều giỏi, dạ. Hai cái mảng kinh doanh khác nhau. Có con chưa? Dạ chưa ạ. Trời ơi, vậy là mấy đứa nhỏ con sau này nó sướng lắm á. Thôi bây giờ kể cho anh nghe coi cái cơ duyên nào mà trong hàng triệu triệu người chúng ta không gặp mà lại bắt gặp nhau trong một cái tình cờ nào đó, tình huống và nào thích nhau, ấn tượng nhau. Lúc mà có một cái thời gian là em mới đi ở bên Hàn Quốc em về á, thì em cũng ở nhà em buồn, em cũng có bạn bè thì có mấy đứa nhỏ nhà em thì có hướng dẫn em lên trên mạng á, là online để tìm bạn nói chuyện chơi cho vui. Đó thì lúc đó thì em cũng vô tình là gặp vợ em. Thì lúc đó là vợ em thì cũng đang lúc đó là gọi là đang tìm người để tham gia một cái chương trình quay sản xuất chương trình gì đó. Dạ, tại đó. Tìm phải là đẹp trai rồi cao ráo cho nên là ở trên đó mới có gương mặt lạ lạ đó nha. Cho nên là em lên đó em tìm. À là tìm đúng anh này. Dạ nhưng mà ảnh không có tham gia, có nghĩa là nói chuyện có mấy phút mà cái anh đi ngủ luôn. Tại lúc đó em cũng buồn ngủ á, với lại em cũng nói là nói chuyện em cũng nói là quay chương trình em cũng hứng thú. Cái hai là tại vì em đang trong quá trình em còn dài 1-2 tuần nữa là em đi Nhật, em đi Nhật rồi. Em cũng nên em không có nói chuyện nhiều. Đứa nói chuyện là có nhìn thấy mặt nhau không? Dạ. Dạ lúc đó chưa có thấy mặt. Chưa đúng không? Chỉ là coi hình thôi. Dạ. Đó, nhưng mà khi mà nhìn thấy cái hình của cô gái này thì em có thấy cổ xinh không? Dạ có. Em thấy nhìn thì em nghĩ là cô bé này cũng dễ thương, nhỏ nhắn xinh xinh. Thế còn vợ thì sao? Thấy hình ảnh thấy sao? Kiểu em add Facebook, em add Zalo, em nói chuyện có mấy phút mà cái em vô cái tường á, em thấy trời sao ông này xăm chỗ rồi. Vậy là em không có coi, em không có để ý tới. Rồi đến khi nào mới bắt đầu nói chuyện bằng video call? Tết là Tết vô năm giờ này, năm nay nè anh. Cái ở nhà cũng buồn quá, xong cái em chúc Tết mà bấm cái chế độ chúc Tết nguyên danh sách ba mấy trăm người thì anh trả lời lại, anh lại chúc em năm mới thế này thế kia, cái nói thì người ta chúc mình cái mình lại chúc lại tiếp. Khi nào anh về Việt Nam thì mình cũng nhớ là anh này đi nước ngoài, khi nào mình về Việt Nam thì mình hẹn cà phê nha. Em nói vu vơ vậy thôi, thì cái là anh này nói chuyện tới thôi em làm gì làm đi, mà mình đang rảnh mà. Thôi em cũng rảnh lắm, em rảnh lắm không sao đâu, cứ nói chuyện tiếp đi. Để nói chuyện cái xong rồi cái em thấy cũng dễ thương rồi, cái em nói bây giờ hơi sợ lừa đảo trên mạng quá, giờ đẹp trai quá mà cao ráo đẹp trai mà nói đi nước ngoài này cái hay sợ lừa đảo. Nói thôi bây giờ anh video call cho em 5 giây cũng được, em nhìn thấy mặt đúng người thì nói chuyện tiếp còn không thôi. Đó. Sao
thì cái nó hồi để mấy phút chuẩn bị bắt đầu mình chạy là mình make up đồ này kia. Anh này em mới có mặc đồ áo gì vô, xong bắt đầu em mở lên thì em mới đúng trời đúng hàng đúng hình, quá đẹp trai, chết với tôi à, xong rồi cũng nói chuyện, cái em nói chắc không biết nói chuyện được bao lâu nhưng mà nó có nói chuyện thấy dễ thương mà, nói chuyện ngày ngày qua ngày. Ủa rồi cứ yêu xa vậy, cứ làm nói chuyện xa xôi vậy đó, có một đứa bên Nhật rồi đứa Việt Nam. Dạ dạ. Trong bao lâu? Dạ cũng trong khoảng từ Tết cho đến khoảng tháng 7 thì trời ơi 7 tháng á. Dạ tầm đến 4 tháng 7 thì em nói chung là em thương quá em chịu không nổi nữa rồi nên thôi em bỏ hết em về. Vậy đó hả? Ủa Bảo, dạ. Bảo, Bảo nhớ cái khoảnh khắc mà bật cái video call lên nó nhìn thấy mặt cô ấy rồi sao? Cảm giác của em là nó hơi rung nên em cũng thấy được cái gì hết á. À, xong thì tại vì lúc đó xong là cúp máy rồi, cúp máy xong em mới nói thôi cái em nói em chưa kịp coi vậy để em gọi lại. Thế là em gọi lại em dòm lại thêm một lần nữa. Dạ. Vợ em cũng có nói nếu mà bây giờ ha yêu thì cũng được thôi, quen cũng được thôi nhưng mà đến đâu hay đến đó. Em thì em ha, mới nghĩ là nếu mà bây giờ mà làm xong á mình về xong mình quay lại á thì cũng không được nên thôi em thà em bỏ hết em về em giữ luôn cho chắc ăn. Tại vì bả nhả cái câu mà đến đâu hay đến đó. Dạ. Đó, câu đó ghê lắm á, gài dữ lắm đó nghe. Đó có nghĩa là các bạn tỏ tình với nhau là bằng trên online luôn. Dạ. Từ ở Nhật hết đó, đi ở về gặp nhau ở sân bay Japanese đó. Japanese về tới sớm nhất đó. Có ra đón không? Dạ có, thực sự là lúc đó là em rất là run. Trước khi mà em ở bên Nhật, em đang sân bay ở bên Nhật á thì em có nói là bây giờ là nếu như mà ngày hôm nay anh mà về em chỉ cần ra sân bay thôi, em mà ra sân bay á là anh mà gặp được em là coi như là đời anh sẽ dính em luôn, em có đủ cái nào anh cũng không bao giờ là anh đi, nó không tách gì hết. Còn nếu như mà em trường hợp em mà không ra thì thôi coi như anh xui anh chỉnh chịu, anh không có than phản, anh cũng không trách, cũng không chửi, không nói gì hết. Đó, bước xuống sân bay thực sự em cũng run. Ở bên em uống tới năm chai cà phê đen á. Em run em đến nỗi tới vậy. Và khi mà em bước ra, em nói là anh mà gặp được em anh sẽ ở nhà vô anh ôm em, anh hung em. Rút cuộc ra em không làm được gì tới mà bạn bao vô bạn ôm bạn ngược lại. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 8. Mét 8 còn vợ. Dạ, dạ em 1m50 à. Chà lúc đó ra ôm sao ta? Thành ra bạn này phóng lên là bạn này bồng dạ. Như con nít vậy thôi. Thì đó chị đó. Bồng lên cái xe mà đẩy bồng lên như nít vậy. Ừ. Tại vì thật ra khi mà ảnh ở bên đó đó, ảnh nó cầu hôn em rồi. Có nghĩa là yêu xa mà chưa gặp lần nào. Thật ra giờ nói chắc phụ huynh họ chửi. Ảnh quen một thời gian thì ảnh thích em quá, thương em quá, anh thương em quá. Cái ảnh nói là thôi bây giờ em lấy anh, nếu anh về Việt Nam á thì anh sẽ cưới em. Cái em mới chết rồi sao mà tin được. Tại vì online mà chắc nói chơi cho vui thôi chứ đâu có. Thế là ảnh này có những cái động thái, ảnh mới gửi cho em một cái phần gọi là bảo hiểm thanh xuân anh chị, bảo hiểm thanh xuân. Có nghĩa là mỗi tháng anh gửi cho em 5 triệu. Ảnh nói là anh sẽ gửi tới ngày anh về, nếu mà anh không về coi như em lấy được số này, anh về thì lấy tiền này làm đám cưới. Đó là tiền anh đi làm mà đâu gửi được có mấy tháng là đi về mất tiêu mới rồi. Có 35 triệu à. Sao đủ tiền chắc được mấy bàn thôi, mới được có mấy bàn à. Thật em cũng chưa tin lắm, thật anh gửi cho nhiều khi cũng có lừa đảo nhiều lắm, họ nhử mình mà. Thế em cũng chưa tin lắm thì ảnh lại có những cái động thái, ảnh là gửi cho em một cái phần quà ở nhà. Thì trước đã về một tháng ảnh báo là cái ngày về rồi nhưng mà em cũng sẽ cũng nghi, tại thật mình chưa gặp mà chị với lại trên mạng nữa. Thế ảnh gửi cho em cái phần một phần quà mà ship tới như là ship ráp tới vậy đó. Thì khi mở ra thì đó là một chiếc nhẫn cầu hôn với chiếc kim cương. Ảnh hắt tên Bảo yêu ánh rồi làm một cái clip gửi cho em cầu hôn, mới nói bây giờ nếu mà anh về á anh bước xuống sân bay là đăng ký kết hôn liền, em chịu thì bước ra sân bay thì đăng ký kết hôn luôn ngay cái chiều đó luôn, còn nếu không á thì thôi coi như em đi về luôn đê, không anh không cần đó. Có cái clip cầu hôn này với lại ảnh có viết một cái tờ đơn mà em có đem lên chương trình, đơn xin lấy em làm vợ, chụp hình từ bên bển gửi cho em, xong rồi ký tên rồi để cho anh mượn coi, hứa hẹn anh mượn là coi, anh mượn lý sơ quá coi dễ thương quá chị. Cưng quá. Kính gửi vợ tương lai Võ Ngọc Ánh, người đã yêu thương anh và chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống với anh. Anh tên Triệu Gia Bảo, nickname trai trung tình, người ta nói anh vậy ha. Hôm nay ngày lành tháng tốt, anh viết đơn này trước tiên là ngỏ lời cưới em, hy vọng em chấp nhận lap 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 la mọi thứ. Hứa quan trọng anh. Anh hứa khi làm chồng em rồi, anh sẽ thực hiện các điều sau đây. Tổng cộng là 11 điều nhưng tôi xin trích đoạn vài điều thôi. Anh hứa anh sẽ rửa chén lau nhà. 2. Anh sẽ giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ. 7. Anh sẽ không than vãn. 8. Anh sẽ không làm gì có lỗi với em. 9. Em đi đâu anh cũng sẽ đưa đón em về. 10. Anh sẽ yêu em nhất quả đất này. 11. Anh sẽ chung thủy cả đời. Đây là
11 điều làm chồng anh hứa sẽ thực hiện và làm đúng. Nếu anh làm sai, anh sẽ chịu hình phạt mà em đưa ra. Mong em đồng ý ký tên Triệu Gia Bảo. Một lá đơn nó rất là dễ thương chị. Nó rất dễ thương, lãng mạn. À, mặc dù đọc vô nó hài lắm, nhưng mà nó lãng mạn. Nhưng mà cưới về bữa giờ mà thấy sao? Có làm đúng cái điều mà đã hứa không? Tới thời điểm hiện tại thì chồng em vẫn đang làm rất là đúng những điều mà chồng đã hứa. Nãy anh vẫn chưa có đọc. Tất cả tiền bạc, tài sản là em đứng tên. Tiền của anh là cho em hết luôn. Nói là bây giờ là chồng em đã giao hết. Trời, xe vậy cộ. Là em là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Trời cưng quá. Thương lắm luôn á chị. Em à, Bảo là một người chồng quá hoàn hảo. Không có tật xấu gì đâu ha. Không có tật xấu gì đúng không? Có không? Dạ có chứ. Em đi đâu cũng phải đi theo đó. Đi làm, bạn cũng chở đi làm, bạn đợi rồi bạn đón về. Nhưng mà cái tiêu cực hơn là ví dụ như mẹ em nhờ bạn chở ra Phan Thiết để đi một hai ngày gì đó, đáng lẽ ở một đêm thì ngày mai chở mẹ em về, nhưng không, bạn quanh đầu về liền luôn. Nói mẹ em á, chừng nào mẹ về đi ra con ra đón, chứ con không bỏ vợ con nhà mình được. Cái mẹ em nói trời ơi, tôi sợ chồng mày quá, riết thấy không đi không có xa được một tiếng đồng hồ. Anh ghiền một tiếng đồng hồ là hả, trong lòng là lo sốt ruột sốt gan lên. Em lo gì? Em cũng không biết nữa, nhưng mà nói chung là em chỉ thấy là lúc giống như là ở bên kia em cũng nói rồi đó, cũng có thời điểm là vợ em đang quen bên em còn bên Nhật á, thì vợ em đi làm, em thấy đi đâu á làm cũng lu thủ có mình à. Chạy xe thì cũng đi cũng nắng nôi cực, rồi làm cái gì nó cũng nói chung là nhỏ nhắn, em rất là lo. Thì em nói thôi thì anh mà về thôi thì em sẽ cho mọi người ghen tỉ em. Thì em chỉ về em nghĩ là thì giờ cái chuyện em đưa mẹ em ra ngoài đó xong rồi thì em cũng đâu có làm gì ở ngoài đó đâu. Thì thôi em vòng vô đây thì em về em phụ vợ em dọn dẹp lo cho gia đình này nọ kia. Rồi thí dụ vợ em có cần đi đâu thì em cũng đưa đi này nọ. Còn tật gì nữa không? Còn cái là hơi hay ghen. Trời, mấy cái tin nhắn trên Facebook mà hai em không biết người ta nói gì, nhiều khi người ta công chuyện lẳng lẽ xóa của em luôn. Em quên, ủa sao cái anh ở đâu rồi cái đó. Ừ, anh xóa rồi. Ủa sao lỡ người ta công chuyện thôi kệ xóa trước. Chứ ai đâu hai em chứ gì cũng kiểu vậy. Những khi ta bàn công chuyện rồi sao? Chưa anh. Tại vì hả, vợ em chưa có kể hai em em cho anh làm quen được không? Hay là anh muốn làm hả người yêu em hay gì đó. Sao không kể khúc đó? Nhưng mà khúc đó đâu biết đâu anh. Đọc mất tiêu rồi đó. Em hai em thấy xó mất. Thôi ông xó đúng rồi. À, là vậy thôi đó. Giờ có mong chồng thay đổi điều gì không? Chồng em rất là dễ thương rồi, không cũng không có cần phải thay đổi gì. Quá hoàn hảo rồi ha. Muốn thêm cái điều gì nữa không? Thấy đẹp trai mà còn thấy thương em mà không biết sao tương lai, thật ra không biết tương lai thế nào. Giỏi nhưng mà bây nữa, giờ đúng thì không? Mong là như bây giờ. Anh cũng thấy rất là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ em á. Có một anh chồng quá good nha. Rồi giờ tới em đó Bảo. Ra là vợ em có một cái là giống như là về cái trang phục ăn mặc á anh chị, thì em thấy là có những lúc là mặc, nhiều khi mặc cái váy á, hơi ngắn á. Nhưng mà thay vì mình con gái mình có thể mình ngồi mình khép lại một tí. Nhưng mà cái tướng thì ngồi giống như đàn ông. Thì nhiều khi em nói trời ngồi kìa, lộ hàng hết trơn rồi kìa. Vợ em thì hay ngồi ở trên thì nhìn xuống có thấy gì đâu. Còn em thì đứng đối diện em mới thấy. Hôm bữa thì vô tình em đi hôm qua em mua trà sữa, thấy em đi về em thấy em lén em chụp hình lại. Cái em nói đó lộ rồi nè. Làm gì có, em đưa hình ố là la lộ nguyên. Cấp ý xong rồi nhà thì mẹ vợ em cũng có nói. Rồi cha mà dạy giáo lý cho tụi em, cha cũng nói luôn. Cái thứ hai nữa là đi đâu á cứ hả cứ lẳng lặng là bắt đầu là hả cứ canh me là cứ cho em hả ở nhà một mình, không cho em chở đi. Thích đi riêng. Đúng, có ý đồ. Đúng, có ý đồ. Nhiều khi đi ra cà phê, thật sự đây không phải là em ghen. Đó giờ hai anh chị đi không đi chạy xe máy thì nhỏ nhắn đi rồi đi rồi lỡ mà chạy có cái chuyện gì sao. Rồi còn đi ô tô thì không biết chạy. Đó, rồi đi nắng mưa rồi ai đội nón cho em, ai đưa đón em, mệt mỏi ai đưa ai làm kia. Chứ em đâu có ghen đâu đúng không chị? Em không ghen. Đó, và anh hy vọng là các em cứ mang những cái tình yêu của ngày hôm nay đó để mà ứng dụng cho những ngày sau. Là Thành Tân. À, đến từ Tiền Giang, hiện tại sống tại quận 11. Tân đang nhiêu tuổi? Năm nay 29. 29. Thế còn em? Dạ, em tên Cẩm Vân. Quê em thì ở Kiên Giang, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở quận 11. Em 28 tuổi. 28 tuổi. Dạ. Hai em là quen nhau trong một trường hợp nào? Hai vợ chồng em quen nhau cách đây 11 năm. Trời ơi. Là chắc lẽ là mối tình thanh mai trúc mã phải không? Chưa gọi là thanh mai trúc mã đâu.
Lúc em đó đi học ở thành phố. Và hai bạn gặp nhau ở đâu? Gặp tình cờ trên mạng. Đến 2009 thì mới gặp mặt nhau tại Kiên Giang. Các bạn lúc đó là có biết mặt nhau qua hình ảnh, qua avatar được? Dạ có, chat webcam thì có thấy mặt. Nhưng mà trong webcam thì cũng khác ở ngoài nhiều. Ở trong webcam thì chồng em baby dễ thương lắm, mà ở ngoài nhìn mặt hay ghét à. Mà gặp lần như thế nào em? Anh này ấn tượng đầu tiên là không có ưa. Tại vì gặp phụ nữ mà nói chuyện thì cái mặt cứ nghênh vậy nè. Kết kết. Dạ 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 đúng rồi. Không có nói chuyện. Toàn là bữa là như là em nói không à. Lúc đó là Cẩm Vân lên Sài Gòn chưa? Dạ chưa anh, em vẫn còn ở Kiên Giang. Dạ. Khi anh ấy ngỏ lời với em mà nói như lời với em đó là lúc đó là nói qua mạng hay là anh ấy đi xuống Kiên Giang? Lúc đó thì bị thất tình á anh. Nhậu xỉn về cái lấy điện thoại nhắn tin cho em, hỏi là gì em có yêu anh không này kia. Rồi lúc đó thì em cũng đang đi uống cà phê với trai nữa. Cái em thấy ông này ông nhắn em bực bội quá đi, cái em nhắn yêu đại cho rồi đi cho ông nghỉ nói. Lại lúc đó mình cũng đang uống đi chơi với mối mà. Dạ. Thì ai ngờ sau tin nhắn đó thì hắn ngủ mình lên Sài Gòn. Dạ tại em hay bị đau dạ dày, cái kêu em là thôi đi lên Sài Gòn khám bệnh đi. Rồi em mới lên. Tụi em quen nhau là từ đợt đó. Chính thức luôn. Và quen nhau là ngỏ lời yêu thương và tỏ tình là ở trong cái phòng khám hay là? Dạ trong khách sạn. Ủa là sao? Là em lên Sài Gòn khám bệnh thì em ở khách sạn. Đúng không? Dạ. Em sao trong đầu em nghĩ cái trời gì đó đi. Tại vì tỏ tình đâu đó, tỏ tình khách sạn. Ồ cái nơi để ở nhưng mà. Ủa cười quá. Nhưng mà sao biết được, sợ tỏ tình khách sạn ai. Người ta nhà người ta ở dưới tỉnh, ta lên Sài Gòn ta phải mướn khách sạn ở. Còn nhà mình ở Sài Gòn á, mình đi khách sạn mới có vấn đề. Ai cũng như chúa. Rồi kể từ đó thì là em có thường xuyên lên đây chữa dạ dày không? Dạ chỉ có đi lần đó thôi anh, không có lên chữa dạ dày nữa mà lên. Ủa chơi rồi. Thôi cái tần suất mà lên chơi á là tuần lần tháng lần là ở lần. Mấy ngàn lần, ở 20 ngày không? Dạ ở 2 ngày cuối tuần thôi anh. Vậy á, rồi ở đâu, ở khách sạn hay? Dạ là ở vẫn ở khách sạn. Rồi mướn phòng mấy giường? Dạ một giường nhưng ở mà họ họ không có làm gì hết. Trở thành câu hỏi chứ mà anh ghê quá, nhưng mà anh tò mò tập mạch người ta phải nói liền cho khỏi hỏi. Rồi tụi em chấp nhận yêu xa vậy là trong bao lâu? Dạ hai năm. Đến năm 2014 thì em mới lên Sài Gòn. À là em lên Sài Gòn đi làm luôn á? Dạ lúc đầu thì em lên ôn luyện thi thạc sĩ. Anh này ảnh trông cho em rớt lắm. Tại vì ổng kêu học nhiều hơn ổng để làm gì, trông cho em rớt lắm. Cứ dụ em đi chơi miết và rút cùng rớt thiệt. Ông đoạn em đi chùa cầu thôi mồ rớt. Lúc mà em rớt em có giận anh không? Dạ không, tại em cũng mê chơi quá. Cũng thông đồng cho rớt cho rồi. Rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì đến cưới? Dạ tụi em đến tháng 8 năm 2014 thì gia đình hai bên gặp mặt. Thì đến tháng 9 thì tụi em đi đăng ký kết hôn. Trước khi cưới thì tụi em có những cái khó khăn gì không á? Rước dâu á chị. Là đi rước dâu thì bên nhà chồng em không có muốn là đi rước dâu. Còn em thì em không chịu, em nói là đám cưới thì phải đi rước dâu. Em trong này mâu thuẫn nhau, cãi nhau, cái em đòi quỷ hôn, em không chịu cưới nữa. Thực ra nếu mà em giận thì mẹ chồng cũng khó xử đúng không? Dạ. Nhưng thời điểm đó thì làm cho mẹ cũng buồn. Nhưng mà cũng vì thương con thì thôi ráng chịu đựng. Rồi nhưng mà cũng có đôi lúc rầy hai đứa con em. Rồi thì lúc em giải thích này nọ rồi cũng xìu là chúng chiều lòng. Nhưng mà em tới cái thời điểm này rồi á, giữa mẹ với lại em á, là đã hiểu nhau hết chưa? Thật ra em nghĩ thì cũng không hiểu nhau đâu, hai mẹ con không người nào hiểu người nào hết á. Do là lúc đó em buồn cái lúc mà đám cưới của em á, thì khi cái vụ mà không rước dâu á thì lúc mà đẩy bên nhà gái thì lúc đầu mẹ chồng em nói là ba mẹ chồng sẽ không có xuống tham dự. Em mới nói với chồng em là nói ở sao kỳ vậy, sao đãi tiệc bên nhà hàng mà ba mẹ chồng không tham dự mà chỉ để chồng đi. Thì em lúc đó em buồn, thì anh này ảnh không biết anh về anh nói làm sao, mà cuối cùng thì hai ông bà cũng chịu đi xuống tham dự lễ nhà hàng, nhưng mà không, em thấy thì không có vui. Thì cũng từ lúc đó mà em buồn tới giờ. Vậy từ ngày tụi em mà lên Sài Gòn vậy, mẹ đã bao giờ đến thăm tụi em chưa? Cũng có nhiều lần chị, cũng có thỉnh thoảng lên. Rồi sau đó là hai vợ chồng em sinh em bé thì cũng lên thường xuyên để phụ chăm em bé. Vậy mà cũng không hiểu nhau luôn? Cũng... vẫn chưa hiểu luôn? Vẫn không có nhiều cái thời gian để trò chuyện cùng nhau. Em cảm thấy em đang khó xử trong lòng? Em cũng có chút rất cũng có cái khó xử là giữa tình cảm giữa hai người chưa có được hòa thuận và vui vẻ. Nó bắt đầu từ cái thời điểm nào? Thời điểm em bé có nhiều cái vấn đề về bệnh. Rồi phải vợ phải đẻ mổ, rồi bé phải nằm trong lồng kính 16 ngày. Thì thời điểm đó
vợ em có nhiều cái chuyện buồn á. Khi mà về nhà thì có giữa một cái chuyện xích mích, không có hiểu lầm giữa mẹ và vợ nên hai người rất là căng thẳng với nhau. Tới bây giờ luôn, thời điểm đó cũng xảy ra cũng lâu rồi, em cũng có giải thích giữa hai bên nhưng mà hai mẹ con chưa có thời gian để mà nói chuyện với nhau, hiểu rõ nhau hơn. Tự nhiên nghe chồng em á nói chuyện á, tự nhiên thấy tội nghiệp. Tại vì thực ra cái người mà tội nghiệp nhất vẫn là cái người này, người con và người chồng. Đó, thực sự là như vậy. Chị muốn nói với em á, là cái người cha, người mẹ của chồng hay là của mình cũng đều như nhau hết. Khi mình đã lấy chồng, có nghĩa là mình đã xác định cuộc đời mình gắn với con người này suốt cuộc đời, thì lẽ dĩ nhiên là cái người đầu tiên mình phải mang ơn là bố mẹ của con người này, đã sanh ra ảnh để mà ảnh gắn kết với cuộc đời của mình. Cho nên theo chị, cho dù là mẹ có lỗi hoàn toàn, bố có lỗi hoàn toàn, nhưng nếu là chị, không bao giờ chị chấp nhận chuyện đó. Tại vì sao? Chị là con, hiểu không? Cho nên là theo chị thì em mở lòng ra. Con người ai cũng sai lầm hết. Người lớn tuổi sai lầm theo kiểu lớn tuổi, mà trẻ con sai lầm theo kiểu trẻ con, đúng không? Thì tại sao mình cứ giữ? Chị biết em khổ, em không sung sướng đâu. Em buồn, em khổ lắm. Tại sao mình lại phải mang cái khổ đó trong lòng? Mình khổ, chồng mình khổ, rồi mẹ, cha mẹ chồng mình cũng khổ. Mà nhiều khi cha mẹ ruột mình cũng khổ luôn. Chi cho nó mệt mỏi vậy, đúng không cưng? Mà cuộc đời nó quá mong manh, nay gặp vậy mai không biết còn gặp không nữa. Cho nên là theo chị thì sau cái buổi ngày hôm nay em phải bỏ hết tất cả những cái buồn. Tại vì chị tưởng là bố mẹ chồng không đến dự luôn, chứ còn nếu đã đến dự rồi thì trời ơi, cái chuyện đó là phải xóa ngay lập tức. Em hiểu không? Chồng em sẽ vui, vui thì sẽ khỏe, khỏe trong người, khỏe trong người, gia đình hạnh phúc hơn nhiều. Còn với vợ em á, em biết tại sao không? Cái thời điểm người phụ nữ khi mà vừa mới sanh xong á, trời ơi, dễ bị trầm cảm nè, nó đổi máu á, có người tâm tính nó bất thường kỳ cục lắm. Cho nên lúc đó vợ em rất dễ bị nhạy cảm á, bị tuổi thân rồi bị đủ thứ đó. Đó, bây giờ theo chị nha, ngay lập tức bây giờ em xả hết tất cả những cái đó cho chị. Nó tốt cho tất cả mọi bề luôn á, bên chồng, bên vợ, bên ông bà nội, ông bà ngoại, rồi con của mình nữa. Hả cưng ha? Dạ. Bỏ đi, bỏ đi. Mà chị muốn vậy nè, em nói với mẹ đi. Vân nghĩ là nếu mà anh chị có ngồi xem chương trình này, cái số này, anh chị nghe cái tâm sự của con dâu mình để hiểu hơn là con của mình cũng đã rất là đau khổ trong một cái thời gian, không phải là sung sướng gì đâu, những cái buồn mà giữ trong lòng không có nói ra đó. Đây, em cứ nói. Dạ thì em cũng không biết, con cũng không biết nói gì nhiều với ba mẹ, với con xin lỗi. Con thiếu kinh nghiệm sống nhiều. Con xin lỗi ba với mẹ. Chồng tiếp lời đi. Con cũng biết là giữa mẹ và vợ con có nhiều cái hiểu lầm, nhưng qua chương trình này con cũng muốn con hai người hãy cởi bỏ cái nút thắt trong lòng và hãy cho tình cảm yêu thương cho mình nó chân tình hơn. Thôi bây giờ thì mình sẽ có những ngoại lệ ngày hôm nay là mình có thể dừng ở đây cho cái câu chuyện nó đẹp. Nhưng mà để đẹp hơn nữa thì có lẽ là chồng đỡ vợ đó, để cho vợ vững vàng lên. Thì chắc chắn là sau cái số này thứ sẽ suôn sẻ hết. Nào, thôi ôm vợ cái thật chặt. Ôm vợ thật chặt. Trời ơi. Con tên là Nguyễn Hành Long. Hôm nay con 30 tuổi. Hiện con đang làm photographer. Chụp hình hả? Rồi con con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quê quá, với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Đây là con. Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Vâng. Con tên gì nè, con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga ạ. Con năm nay 28 tuổi và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Rồi kim luôn make up đi để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Rồi tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Lại chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Dạ.
mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã, Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy, thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên. Bị chửi ngay và liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ, cay chứ, mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua. Lướt qua. Nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ, đúng không? Rồi con, vậy còn con làm sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà gặp... lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh kể lại thì con mới nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi, người ta... Bạn này là sẽ nhớ, nhưng mà bạn này sẽ quên đi. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Đó. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Và cái giây phút mà cái anh này cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, con cũng chả nhớ về ông này đúng không? Không ấn tượng gì cả. Thực ra con cũng bị cận nhỉ ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của cái bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng có thấy hình tư không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Con đúng với gu của con không? Đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Rồi con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả red story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nếu thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ. Thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì... thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ? Thì con nghĩ là thằng cha này chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng, vâng. Ủa nhưng mà con làm bài làm đồ án tốt nghiệp thời trang cuối bé này là con là sinh viên mà vâng đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không?
Anh là cái ông có, có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh đó, nhờ ảnh chụp free vậy đó, có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng còn mà... chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà... chưa biết có được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái xinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đi. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ mình làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ việc đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bà để tóc dài, tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bà ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bà ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bà ấy tới và bà ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bà ấy lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa? Tình. Chưa đâu, xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Lần thứ hai gặp, lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là chắn là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó thì mới nhờ bạn này chụp free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến lượt con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thế thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá nên là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh một cái son đến ạ. Thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ấy. Nên là đến thì cũng anh cũng bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thứ hai cũng vẫn bình thường ạ, không tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ. Con không làm, con không làm nổi bật về con, thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng. Cái hình chụp mà ảnh đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Một tháng. Chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là đấy buổi đấy. Đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Đúng ạ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm bạn ấy không ăn uống, thương quá cho nên lo đi rồi ăn. Rồi đến thì mệt, rồi đói lả. Đó, thế là xong, chụp xong thì là rồi rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. À. Vậy thì là Long sao? Tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ, không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là
em có rảnh không? Rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động miệng ấy ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Tức là anh đều lại gì? Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Rồi coi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Em có bận không hả? Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chẳng có gì hài hước gì hả? Không sáng tạo gì luôn đúng không? Có thể là anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Chứ là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Cơ bản là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Thế tụi con yêu nhau mấy năm, tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Thầy anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì mình nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đứa chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau, nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Vâng. Tức là đi chơi rồi có bồ bịch gì đúng không? Hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì nhưng con mà tại vì bạn này không nói ra. Tức là hai đứa không đã muốn bị nói dối ạ. Là giận là anh giấu đó. Anh giấu thật. Không nói hết. Đúng và trong khi ạ. Con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe và những câu chuyện của con. Vâng. Còn ảnh thì không kể. Đúng rồi ạ. Nên là giận cắt dạ. luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À thưa người yêu không người, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Biết. Thực ra lúc đó thì con biết. Nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin lỗi được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi lúc mà sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm cái gì rồi thế thảm. Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Vâng, không nhìn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu buồn miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ hay là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Tôi thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi đầu cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy, bởi vì
lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại phì cười đúng không? Vâng ạ. Ừ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi, không nhìn không nhìn vào mặt để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn anh tôi chịu không nổi. À. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt con rất xinh đẹp dai xinh dai nhá. Ừ. Ồ. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Ừ, nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 ồ. Tháng ạ. 15? 15 tháng. Vâng. Ồ. Ừ. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới năm có sau. À đúng rồi, đúng rồi. À. Ôi thế rồi. Ông bà nội đấy có thằng con trai thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ. Cũng không, bình đẳng không lắm. Ý kiến gì ạ. Ừ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm. Mà còn đích tôn nữa. Từng mừng đích tôn đấy. Đấy, thích lắm ấy. Ờ. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, xong hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc đấy con đi làm rồi. Có nghĩa là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì lại là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng. Cũng không được ổn định ạ. Ừ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Có. Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội ông bà ngoại? Là riêng bởi vì con làm việc ở Hà Nội ạ. Ừ. À tức là tụi con ra riêng như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Ừ. Là cứ là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Ừ, cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có như nhất khởi là nghiệp điểm gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh em bé xong thì không ở gần ông bà nội cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Ồ. Vậy hả? Vâng. Rồi Long thì sao? Dạ. Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Ừ. Nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ vẫn chưa? Trong quá trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ừ. Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó, nó là những cái biểu hiện gì? Và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh. Thì với cả kiểu như là con cũng ở cáu gắt. Và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên đưa con đi khám. Thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặc gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là có. Có phát đồ điều trị không? Ừ, có. Phát đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc
và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn ý ạ. Bởi vì xuất phát nhiều là con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vâng. Vì con cái giấc ngủ con đủ là ok. Bởi vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn, kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, nó suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người, bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Là con lại tự giấu vào mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với người, không, với tức người là... đó? Bé nó sợ, sợ đúng bé không? Nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra, bởi vì tất cả những cái việc đó là, tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được, rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời, đó là chuyện bình thường. Nhưng nó là bất thường với một cái, với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời ấy. Và con không phải ngủ, nói không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Ví dụ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được, mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy cũng không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con. Tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm, chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á, cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hả, là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ đó. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thế, thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê với game. Mê game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy làm phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ý thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ý chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ, và khi có con vẫn chơi tới bây giờ vẫn còn mê game. Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế á. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn còn đó. Và còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số thì không. Con không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ấy ạ. Nên là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu, thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhờ làm gì đấy anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi
về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng cái này quăng cái kia, có không? Có. Và con là người dọn dẹp. Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Ừ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng đỡ. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc. Chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist, đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái style? Đó, em thích cái mẫu này nó phải dày. Không, em phải thích cái mẫu khác. Đó, vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Có thật ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc. Trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. À, con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi chiu vui chiu. Vẻ rồi tạo mood. Có nhiếp ảnh là vậy. Đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, tắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung mà làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Sau khi cưới thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó đúng tính, kỹ tính, nóng tính. Đó. Vợ con không phải là người khó tính, vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế hay là một nè. Nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh là hai nè. Diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Ghen tuông lắm. Từ khi có người yêu mới lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, với đồng nghiệp. Tại vì là thực ra thì con mấy các anh ấy thường làm việc chung và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ, nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Sao anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh ấy bây giờ cũng không vô tâm và giữ ngọ quan tâm đến con và con trai của con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi gì đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên là con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thay đổi rất nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà
lên cơn ạ. Cũng đường lên cơn ạ. Thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Chứ không phải là bạn nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đó, cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi, rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Thì cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. À, con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. À, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe. Nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim. Thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng. Đại khái như vậy. Để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được. Cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á, là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc ngủ á. Nhạc nghe vào ngủ liền. Ờ, nhạc nghe ngủ á. Được lắm á nha. Mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái... Con cứ để hoài. Con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì. Không, con cứ để hoài. Nhưng con tạo, nó tạo thành một cái thói quen là cứ để con nghe con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính đến những chuyện kia. Còn bên cạnh là con, là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Đó, còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe, nhìn vào mắt vợ ôi, vợ để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Ấy, sổ ôi tình tứ quá cơ. Ôm vợ xúc động lắm á. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi. Thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nghe. Chúc